Xin chào các bạn, lâu rồi mình cũng không có ra bãi được tại mình bận quá. Hôm nay mình tranh thủ mình ghé cái bãi, mình thấy cái bãi này nó cái hàng nó mới về á, nên mình cũng tranh thủ mình quay cho các bạn xem nha, nó có về hàng gì. Đây cái đồ nó mới bỏ xuống nè, bỏ một đống luôn, còn nguyên hộp chưa khui ra này. Còn trên xe nó đang cẩu xuống. Đồ nó về không biết ngày thứ mấy, tháng mấy mình cũng chẳng biết. Cứ lâu lâu đi thì trùng hợp lúc nó hàng nó xuống. Đây có một bao gì nữa nè. Bãi này có cái đặc biệt là bánh xe quá trời luôn nè. Bánh xe đủ thứ loại trên, to nhỏ gì cũng có. Nó đổ một đống luôn, dài từ ngoài tới bên trong. Bánh xe này nặng. Cái bánh xe này nhỏ 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 vậy cũng nặng dữ lắm nè. Quá trời bánh xe luôn. Nó đổ gì mà quá trời quá đất, này không biết có nhiều người mua hay không nữa. Máy này. Máy này còn mới đẹp. Thầy em cái vỏ nó bị xét. Để mình quay sơ sơ cho các bạn xem nó đủ thứ máy móc ở đây. Bên trong đây cũng quá trời. Chỗ người ta là sửa làm đủ thứ, trong đây cũng còn rất là nhiều, nó nằm trong mấy cái kiện, mấy cái bao chưa đổ ra nè. Quá trời ổ cắm điện. Rất là nhiều loại, đủ thứ mẫu mã trên.
Phía trong đây cũng còn rất là nhiều đồ nè, quá trời luôn. Nằm ngổn ngang hết, đủ thứ loại. Bên trong đó cũng vậy, để quá trời quá đất, chồng chéo lên nhau luôn. Đồ này để ngoài mưa ngoài nắng luôn, không biết lúc mưa có trùm lại không đấy. Trời, có cả cái móc quần áo nữa. Máy này của China nè. Dao quá trời. Dao này chắc để làm gì ta, chắc kẹp bánh kem quá. Mấy cái sọt đựng rất là nhiều đồ, đựng ba cái đồ điện, mấy cái CB. Mấy CB nhỏ, CB lớn gì cũng có. Sao cái chữ này giống chữ Hàn Quốc? Mình quay sơ bộ, có anh em nào thích thì tới đây mua nha. Có nhu cầu thì nói mình cho địa chỉ. Giờ này mình ra bãi ít lắm, tại mình cứ bận quá. Này là mấy cái ly cách nhiệt, ly mới, em bé mê ly lắm. Nhiều màu, nhiều hình dạng hoa văn này nè. Này nó cũng mới về. Lấy cưa. Trời, cái này cái đồ tập tay màu mè cho. Màu hồng, màu xanh, màu đỏ. Bánh xe để lan tràn từ bên kia qua tới bên đây luôn. Này kéo mấy cái quạt này mới dùng cái gì đó. Dùng để làm cái gì nặng mà. Đó, chữ hiểu rồi. Cái quạt nhẹ ghê luôn, nó quay nhẹ lắm.
quay cái hiệu. Cái quạt thì nặng mà cái quay của nó là cái trục quay nó nhẹ lắm. Nó mượt mướt. Nó quay con cái mà quay lâu thì sợ chưa. Cái lực quay không có mạnh. Mà quay cái nó đi hoài. Mấy bao bao gì đấy không biết. Này chưa có đổ ra. Clip xe đạp này. Clip này cho cầm lên nghe nhẹ nhẹ, nó không có nặng. Có chữ bên trong. Các loại đồng hồ luôn. Đồng hồ cũng đủ màu hết trơn. Cái hộp mà cái này như là cái gì đó à, bình nước, bình cách nhiệt, bình mini nhỏ nhỏ. Bên trong thì cũng quá trời luôn. Này nhìn giống giống cái móc khóa. Bào. Mấy bào chắc một đống luôn. Mới còn nguyên tem. Ở đây cũng có nhiều quạt. Từng câu. Mấy kìm này. Mình không biết sử dụng cho cái kìm này sử dụng cho cái gì. Câu đủ thì loại máy nó nhiều cần câu cũng đẹp. Cần nhỏ cũng có, cần ngắn ngắn cũng có nè. Nên nó rút lại cái cần ngắn ngủn. Quạt đây cũng nhiều ghê nè. Không có lau chùi hết trơn, nó dơ quá.
Các bạn lựa chắc hai cái quạt. Chén ngay nóc. Đây mấy con đồi nó còn nguyên ở trong cái hộp đựng luôn này. Mình là tạm dừng video đi nha các bạn, để mình đi lựa số đồ, lần nào đi cũng lựa hết trơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.